Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cơn sốt vàng diễn ra vào chiều thứ Hai ngày 24 tháng 2 vừa qua đã đẩy giá vàng bán ra tại các cửa hàng vàng ở thành phố Hưng Yên lên 48 triệu đồng một lượng. Đây là mức tăng kỷ lục chưa từng có trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đã đảo chiều giảm dần. Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên trong buổi sáng ngày 27 tháng 2, giá vàng miếng SJC dao động trong khoảng 44,9 đến 45,3 triệu đồng một lượng mua vào và 45,8 triệu đồng đến 45,9 triệu đồng một lượng bán ra, giảm hơn 2 triệu đồng so với ngày 24 tháng 2. Điều đáng nói là giá vàng tăng nhưng không kích lực người mua. Lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng vàng có đông hơn nhưng chủ yếu là đến bán và những người mua bán chủ yếu do nhu cầu thực. Công việc của mình cần mua đến vàng, mình cũng không quan trọng là cái giá của nó như thế nào. Nước cung vàng thì rất là thoải mái, nó không có sợ vì trong nước có cái gì mà khan hiếm hoặc là xảy ra các cái vàng ảo. Còn cái tâm lý người mua như ngày xưa để mà đi mua sợ vàng nó biến động thì không ai mua mấy, chỉ người bán là nhiều. Cũng theo thông tin từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng tăng trong những ngày qua là do tác động từ giá vàng thế giới trước sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 ở bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, dù giá vàng đang ở mức cao, nhưng đa số người dân và giới đầu tư ở Hưng Yên rất thận trọng khi mua vàng ở thời điểm này. Giá chuối giảm sâu cùng sức mua của thị trường chững lại khiến nông dân trồng chuối ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta rơi vào cảnh khó khăn. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 hectare chuối, tập trung ở huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Các diện tích chuối đang trong giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến giá chuối giảm, tiêu thụ bị ngưng trệ. Nếu cùng thời điểm này năm trước, chuối sẽ được bán với giá 7 đến 11.000 đồng trên 1 kg. Giờ chỉ bán được với giá 3 đến 4.000 đồng 1 kg, thậm chí không có thương lái thu mua. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên vừa tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mại lãi nhỏ vay ngay vận may năm mới. Với mục đích vay sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng từ ngày 7 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, trong số nhiều khách hàng trên toàn quốc tham gia đã có 5 khách hàng ở Hưng Yên may mắn trúng tổng giải thưởng trị giá 70 triệu đồng. Trong đó có 2 giải vàng, mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 22,2 triệu đồng là ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và ông Nguyễn Văn Dũng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cùng với 3 giải bạc, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 8 triệu 900 nghìn đồng. Mặc dù trên địa bàn tỉnh ta chưa xuất hiện ổ dịch nào, nhưng do dịch cúm gia cầm đã và đang xảy ra ở một số tỉnh thành trên cả nước, nên những ngày gần đây, giá gia cầm giảm mạnh khiến cho người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Gia đình ông Phạm Văn Tình, khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn nuôi trên 5.000 con vịt phục vụ thị trường. Nếu thời điểm trước gia đình xuất bán với giá 40.000 đồng 1 kg, thì sau Tết giá gia cầm giảm gần 20.000 đồng 1 kg. Với giá trên, trừ chi phí, gia đình bị lỗ trên 60 triệu đồng. Do ảnh hưởng về dịch cúm gia cầm các nơi khác, nên bây giờ chúng tôi chỉ bán đến 27 đến 22.000. Tương đương với một cân vịt là chúng tôi lỗ khoảng 12 đến 15.000. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện dịch cúm gia cầm, nhưng do các tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng và Bắc Ninh đã và đang xuất hiện các ổ dịch, nên ngay cả các hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học cũng bị ảnh hưởng do giá xuất bán giảm. Ông Đào Duy Nhất, thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ cho biết, nếu trước kia gà được nuôi theo hướng an toàn sinh học xuất bán với giá 120 đến 130 nghìn đồng 1 kg, thì nay chỉ bán được 90 đến 100 nghìn đồng 1 kg. Trước đây thì thường là tôi đi chợ ấy, thì tôi mua cái giá ví dụ như là vịt ấy, là với giá khoảng 50 nghìn một cân. Nhưng mà ở thời điểm này là tôi mua với giá là có 30 nghìn một cân thôi. Còn ngan ấy, thì trước đây là tôi mua với giá 65 nghìn. Nhưng hiện tại thời điểm hôm nay thì tôi mua ngan với giá 45 nghìn một cân. Cái thời điểm trong Tết thì là rất chạy hàng nhưng mà ra ngoài này bắt đầu là chậm lắm. Giá cả rất hạ đấy nhưng mà cũng ít người ăn. Khảo sát tại chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, chợ Phủ, huyện Khoái Châu, chợ Đầu, chợ Phố Hiến, thành phố Hưng Yên cho thấy giá các loại gia cầm đều giảm. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng kinh doanh thịt gia cầm chế biến sẵn vẫn ở mức cao. Cụ thể, giá gà làm sẵn 140.000 đồng 1 kg, giá vịt 60.000 đồng 1 kg.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Việt Tin Banh Hưng Yên, Ngân hàng BIDV Hưng Yên và Ngân hàng BIDV Bắc Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.